Phú Quốc xin chào quý vị đến với bản tin hôm nay sáng thứ năm ngày 1 tháng 2 à, Chúc quý vị có một ngày thật là vui vẻ và tràn đầy năng lượng Thưa quý vị, sáng hôm nay thì đã có một trận động đất nhỏ làm rung chuyển biên giới giữa Ontario và Quebec gần Cornwall của Ontario Trái đất đã di chuyển ở phía đông Ontario và phía tây của Quebec vào sáng thứ năm. Cơ quan khảo sát địa chấn Canada đã báo cáo một trận động đất mạnh 3,7 độ Richter xảy ra vào lúc 7 giờ 37 sáng ở Quebec cách con qua 40 km về phía đông bắc và phía đông nam của Valleyfield, Quebec. Tris Boucher, nhà phân tích địa chấn của Bộ Tài nguyên Thiên nhiên cho biết, điều này không có gì lạ đối với thung lũng Ottawa Saint Lawrence, nơi mà hứng chịu từ 2 đến 3 trận động đất có cường độ như thế này mỗi năm. Cũng may mắn là không có báo cáo về thiệt hại. Cơ quan báo cáo địa chất Hoa Kỳ cũng đã báo cáo một trận động đất mạnh 3,2 độ Richter xảy ra cách Huntingdon, Quebec 7 km về phía tây bắc. Cư dân ở phía nam Ottawa, Embrun và Cornwall cho biết họ đã cảm nhận được trận động đất vào sáng nay. Tổ yến Canada qua tặng sức khỏe cho gia đình, miễn phí giao hàng tận nhà cùng với rất nhiều quà tặng. Xin gọi 647 939 2528. Thị trưởng Toronto cắt giảm mức tăng thuế xuống 9,5% trong ngân sách Toronto sẽ được công bố vào thứ Năm. Thị trưởng Toronto bà Olivia Chow đã dự kiến sẽ công bố ngân sách vào thứ Năm, bao gồm việc tăng thuế 9,5% đối với chủ sở hữu nhà. Ngân sách do nhân viên đề xuất công bố vào ngày 10 tháng 1 kêu gọi tăng thuế bất động sản 9% cũng như tăng 1,5% cho quỹ xây dựng thành phố. Vào thời điểm đó, Giám đốc ngân sách là Shelley Carroll cho biết mức tăng 10,5% sẽ tương đương với mức tăng khoảng 360 đô la một năm đối với một hộ gia đình trung bình ở Toronto. Văn phòng thị trưởng xác nhận với CTV News rằng bà Châu đang đề xuất giảm mức tăng thuế bất động sản xuống 8%, kết hợp với mức tăng 1,5% đã được phê duyệt trước đó do Quỹ xây dựng thành phố dành cho giao thông công cộng và nhà ở. Điều này sẽ nâng tổng mức tăng thuế dân cư năm 2024 lên 9,5%. Việc tăng thuế này sẽ là mức tăng thuế bất động sản lớn nhất từ trước đến nay và theo sau mức tăng 7% được đưa ra trong ngân sách cuối cùng của cựu thị trưởng John Tory trước khi ông từ chức một năm trước đây. Bà Châu đã thu thập phản hồi từ các ủy viên hội đồng và công chúng trong vài tuần qua và chuẩn bị công bố phiên bản ngân sách của mình, dự kiến sẽ được đưa đến hội đồng thành phố để tranh luận vào tuần tới. Thị trưởng cho biết vào cuối thứ hai rằng bà vẫn đang lắng nghe người dân trong việc quyết định mức tăng thuế tài sản sẽ cao đến mức nào Tuy nhiên, bà sẽ bảo đảm rằng tổng mức tăng đối với các bất động sản đa dân cư không cao hơn 3,75%. Để những người thuê nhà không phải gánh chịu mức tăng tiền thuê trên mức hướng dẫn do chủ nhà yêu cầu vượt qua mức tăng thuế. Thị trưởng nói rằng bà dự định sẽ lập một ngân sách có thể được thông qua một cuộc bỏ phiếu tại hội đồng, nơi mà bà hứa sẽ không sử dụng quyền lực mạnh mẽ của thị trưởng để thúc đẩy nó thông qua. Nhân viên thành phố cũng đã đề xuất mức thuế 6% nếu mà chính phủ liên bang không cam kết cung cấp cho thành phố 250 triệu đô la mỗi năm để giải quyết vấn đề người tị nạn và người xin tị nạn. Nhưng trong thông cáo báo chí kéo dài 11 giờ tối thứ tư, họ đã cam kết tăng 362 triệu đô la cho quỹ năm 2023-2024 để giúp các tỉnh và thành phố giải quyết áp lực nhà ở tạm thời đặc biệt liên quan đến người xin tị nạn. Toronto đã nhận được hơn 50% số tiền thanh toán được thực hiện thông qua chương trình hỗ trợ nhà ở tạm thời trong năm 2022-2023. Và tiếp theo là mức tăng cho cảnh sát có thể thấp hơn. Vẫn còn xem xét liệu Bà Châu có thực hiện theo đề xuất của nhân viên để cung cấp cho cảnh sát Toronto mức tăng ngân sách nhỏ hơn mức mà hội đồng dịch vụ cảnh sát Toronto khuyến nghị hay không. Hội đồng quản trị đã yêu cầu tăng thêm khoảng 20 triệu đô la nhưng mức tăng đó đã làm giảm khoảng 12 triệu đô la trong ngân sách do nhân viên đề xuất. Cảnh sát đã lên tiếng về sự thay đổi kể từ đó. Cảnh sát trưởng Myron Duki nhận thấy rằng nó có thể ảnh hưởng đến thời gian chờ đợi cũng như mức độ phục vụ mà công chúng mong đợi từ cảnh sát Toronto. Ngân sách đầu tiên của bà Châu được đưa ra khi thành phố đang phải vật lộn với áp lực tài chính nặng nề do tình trạng tồn động dịch bệnh COVID-19 và lạm phát tăng vọt. Thành phố đã bắt đầu quá trình lập ngân sách năm nay với khoản thâm hụt ban đầu là 1,8 tỷ đô la. Nhân viên thành phố cho biết họ đã tiết kiệm được khoảng 600 triệu đô la thông qua cuộc kiểm toán từng chi tiết do mỗi sở thực hiện. Thị trưởng cũng đã giành những thắng lợi lớn trong việc đàm phán một thỏa thuận với sơ bộ với tỉnh, theo đó tỉnh bang Ontario sẽ nhận lại trách nhiệm đối với đường cao tốc Gardiner và đường cao tốc Don Valley, một hành động sẽ tiết kiệm hàng tỷ đô la cho thành phố trong 10 năm tới. Nhưng ngay cả khi như vậy thì thành phố vẫn còn nhiều thiếu sót. Theo luật, các đô thị ở Ontario phải cân bằng ngân sách của mình. Bà Châu cho biết thành phố không còn chỗ để giải quyết các vấn đề và kêu gọi cả Ottawa và Ontario giúp đỡ. Cuộc chiến đấu giá với 85 offer kết thúc với việc bán được căn nhà ở Mississauga. Một ngôi nhà 3 phòng ngủ ở Mississauga được bán với giá gần 1 triệu đô la thưa quý vị hôm thứ Hai sau khi nhận được 85 lời đề nghị ngôi nhà hai tầng liền kề tại số 3479 Long Leaf Crescent được niêm yết với giá là 749.000 đô la và được bán với giá là 999.999 đô ,999. la. Với tư cách là đại lý niêm yết, ông Redman thừa nhận ngôi nhà cố tình niêm yết ở mức thấp gần bằng giá bán vào năm 2017. Theo ước tính của ông Redman, căn nhà 3 phòng ngủ có giá thị trường là khoảng 930.000 đô la. Như vậy nó được bán cao hơn từ 7-10% giá thị trường. Shannon Prater, người đại diện cho cặp vợ chồng trẻ may mắn, người mua lần đầu trúng thầu, cho biết khách hàng của ông đã săn lùng căn nhà trong 3 tuần. Ông cho biết bất động sản được niêm yết ở mức giá là 749.000 đô la. Tôi đã khiến khách hàng của mình kỳ vọng rõ ràng rằng đó không phải là mức giá cuối cùng sẽ được bán. Prater đã đánh giá giá trị tài sản thực tế bằng cách xem xét những ngôi nhà tương tự ở khu vực Erin Mills của Mississauga, nơi chỉ có khoảng 16 căn nhà liền kề bạn đang nhìn vào một thị trường có lượng hàng tồn kho thấp, ông nói. Tôi biết chúng tôi sẽ rơi vào tình huống có nhiều lời offer, nhưng tôi không biết có ai dự đoán được con số làm 85 lời offer hay không. Nhà môi giới bất động sản ở Toronto, Desmond Brown cho biết, ông chưa bao giờ thấy một bất động sản nào nhận được 85 lời offer như vậy. Đó là một chiến lược, không có quy định nào chống lại việc định giá thấp một tài sản. Từ quan điểm của mình với tư cách là một người quan sát bên ngoài trong ngành, ông Brown cho biết ông cảm thấy giá bán thấp đã phá tan giấc mơ của những người mua tiềm năng. Có một cách đánh giá khác để làm điều này, ông nói, họ có thể rao bán tài sản với giá là 999.999 ,999 đô la và vẫn sẽ có người mua tài sản với giá niêm yết này. Tuy nhiên, ông Bregman cho biết khoảng 80% các lời đề nghị gần như không thực hiện được. Điều mà ông cho là một số nhà môi giới bất động sản đã tiến hành thiếu nghiên cứu trước khi mà đưa khách hàng của họ đến với gần 300 buổi sâu hôm được đặt trước. Cuối cùng khách hàng của ông ấy đã chọn người mua thắng cuộc vì không có điều kiện nào được đưa ra trong lời đề nghị của họ. Họ giao cho người bán một tấm xét đặt cọc ngay lập tức và đồng ý về ngày kết thúc mà người bán mong muốn. Ông Redmond nói, người mua đặc biệt này đã viết một lá thư đáng yêu và người bán của tôi cũng rất tự hào rằng lá thư sẽ đến tay một người mua nhà mới chứ không phải là một nhà đầu tư dưới bất kỳ hình thức nào. Canada công bố 121 triệu đô la chống lại bạo lực súng đạn gia tăng, hoạt động băng đảng và trộm xe hơi. Chính phủ Canada đã hợp tác với chính phủ Ontario, đã công bố sáng kiến trị giá 121 triệu đô la để chống lại các hoạt động tội phạm ngày càng gia tăng, đặc biệt là bạo lực súng ống, băng đảng và trộm xe hơi ở Ontario cũng như trên khắp Canada. Bộ trưởng Bộ An toàn Công cộng Dominic LeBlanc cho biết, tại một cuộc họp báo ở Toronto, Tôi rất vui mừng thông báo rằng chính phủ Canada sẽ bắt đầu đầu tư 121 triệu đô la cho các nỗ lực ngăn chặn và thực thi tội phạm tại các thành phố trên khắp Canada, bao gồm cả ngay tại vùng York này. Khoản tài trợ này là phản ứng trước sự gia tăng của súng bất hợp pháp, bạo lực băng đảng ngày càng gia tăng và sự gia tăng các vụ trộm xe hơi bạo lực, vốn đã được Interpol coi là một vấn đề toàn cầu đang gia tăng, trong đó Canada được xác định là một địa điểm đáng lo ngại mới. Thông báo này theo sau tuyên bố gần đây của ông Le Blanc, tiết lộ kế hoạch chính phủ tổ chức hội nghị thượng đỉnh quốc gia vào tháng 2 tập trung vào vấn đề trộm xe hơi. Jim Maxwin, chủ tịch của Hiệp hội Cảnh sát trưởng Ontario và Cảnh sát trưởng khu vực York cho biết, các nhóm tội phạm đưa các phần tử tội phạm không mong muốn vào cộng đồng của chúng ta, dẫn đến sự bùng nổ của các vụ cướp xe bạo lực trên khắp GTA và hơn thế nữa, sự gia tăng lớn về nạn trộm xe hơi mà chúng tôi tiếp tục chiến đấu hàng ngày trên thực tế thì cảnh sát quốc tế interpol gần đây đã coi canada là điểm nóng mới về làn trộm xe hơi toàn cầu sáng kiến này nhằm mục đích phá vỡ và triệt phá các mạng lưới buôn bán súng băng đảng và ma túy từ đó nâng cao an toàn công cộng và phúc lợi cộng đồng nỗ lực hợp tác cũng sẽ tập trung vào việc giải quyết vai trò của tội phạm có tổ chức trong các hoạt động này với sự hỗ trợ bổ sung cho nạn nhân của tội phạm và nguồn lực cho các sĩ quan tiến đầu Quản đầu tư này dự kiến sẽ mở rộng số lượng tân binh được đào tạo tại trường cao đẳng cảnh sát Ontario, nâng cao năng lực của lực lượng cảnh sát để giải quyết những thách thức phức tạp này. Chủ đề về số lượng trộm xe hơi gia tăng ở Canada được đề cập nổi bật trong kỳ chất vấn của hạ viện hôm thứ tư, khi lãnh đạo đảng Bảo thủ ông Pierre Poilievre và thủ tướng Justin Trudeau tham gia vào một cuộc tranh luận sôi nổi. Số vụ trộm xe hơi đã tăng 38% kể từ khi mà ông Trudeau lên nắm quyền, ông Poilievre nói. Giải pháp của ông ấy là tổ chức một hội nghị thượng đỉnh. Ông tổ chức hội nghị thượng đỉnh về giá lương thực, giá lương thực tăng cao. Ông đã tổ chức một hội nghị thượng đỉnh về nhà ở, chi phí nhà ở tăng gấp đôi. Tội phạm sẽ tăng lên bao nhiêu nữa sau khi tất cả những hội nghị thượng đỉnh này kết thúc. Thưa quý vị, nông dân lo lắng khi mà dự luật cắt giảm thuế carbon đối mặt với tương lai không chắc chắn. Nông dân Canada có thể phải đợi hàng tháng để biết liệu họ có nợ hàng nghìn đô la tiền định giá carbon trong năm nay hay không? Luật pháp được thiết kế để miễn thuế cho các trang trại đối với khí đốt tự nhiên và propane vẫn còn vướng vào xung đột chính trị. Kyle Larkin, giám đốc điều hành của tổ chức Người trồng ngũ cốc Canada cho biết, nông dân đã chờ đợi hàng năm trời để xem liệu họ có nhận được cứu trợ hay không. Tất cả các đảng ngoài đảng tự do đã bỏ phiếu vào năm ngoái về dự luật cung cấp miễn trừ 8 năm đối với khí đốt tự nhiên và propane được sử dụng để sửa ấm các tòa nhà trang trại và sấy ngũ cốc. Thượng viện đã sửa đổi luật vào tháng 12 để hạn chế miễn trừ trong 3 năm và chỉ đối với khí propane được sử dụng trong máy sấy ngũ cốc. Nghị sĩ đảng bảo thủ Ben Loeb muốn Hạ viện bác bỏ những sửa đổi này, một hành động mà đảng tự do dự định phản đối và khối khe bách khoa cũng có thể sẽ làm như vậy. Chỉ riêng cuộc tranh luận về đề nghị của ông Loeb có thể mất vài tuần trước khi một vòng tranh luận và bỏ phiếu khác tại Thượng viện hoặc Hòa viện được diễn ra. Thưa quý vị, tiếp theo là thông tin các nha sĩ vẫn chưa biết chi tiết về kế hoạch chăm sóc nha khoa liên bang. Bộ trưởng Y tế ông Mark Holland cho biết chính phủ vẫn đang tính toán xem các nha sĩ sẽ được hoàn trả bao nhiêu trong chương trình nha khoa mới, chỉ vài tháng trước khi mà chương trình bắt đầu nhận yêu cầu bồi hoàn tiền. Ông nói rằng ông hy vọng mọi người sẽ có thể bắt đầu yêu cầu bảo hiểm nha khoa theo chương trình mới vào tháng 5. Các nha sĩ, chuyên gia vệ sinh năng miệng và các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc nha khoa khác vẫn chưa có thông tin chi tiết về cách chương trình sẽ hoạt động, chính phủ sẽ trả bao nhiêu cho các dịch vụ hoặc cách các nhà cung cấp có thể đăng ký. Ông Holland cho biết ông gần như đã hoàn tất các cuộc thảo luận với các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc và sẽ sớm tiết lộ những chi tiết quan trọng đó. Chương trình dành cho người có thu nhập thấp và trung bình không có bảo hiểm hiện tại là một yếu tố chính trị trong hiệp ước chính trị của Đảng Tự do với Đảng NDP. Chính phủ bắt đầu nhận đơn đăng ký vào tháng 1 và tính đủ điều kiện đang được xem xét dần dần, với hơn 400 người cao tuổi trên 72 tuổi đã đăng ký cho đến nay. Chính phủ liên bang đang cam kết bổ sung 362,4 triệu đô la cho chương trình hỗ trợ nhà ở tạm thời cho những người sinh tị nạn. Bộ trưởng Di trú ông Mark Miller đã đưa ra thông báo vào ngày 31 tháng 1 trích dẫn điều mà ông gọi là sự cần thiết phải cung cấp hỗ trợ phản ánh tác động của các đơn vị sinh tị nạn trên toàn quốc. Ông nói thêm rằng cần có những thay đổi sâu sắc hơn trong tương lai. Chương trình này rất quan trọng vì nó cung cấp nơi trú ẩn trên đầu người, đặc biệt là với nhiệt độ bên ngoài. Nhưng nó cần cải cách và đó là điều sẽ phải được thực hiện trong vài tháng tới, ông Mueller nói. Tôi nghĩ rằng chúng ta có trách nhiệm với người dân Canada trong việc cải cách một hệ thống gần như là một biện pháp tạm thời kể từ năm 2017 để giải quyết các dòng di cư lớn trong lịch sử. Nhà ở và hỗ trợ cho người xin tị nạn là trách nhiệm của chính quyền tỉnh và thành phố. Nhưng Ottawa đã đưa ra nhiều khoản thanh toán bổ sung như khoản tiền này để giảm bớt gánh nặng. Ông Mueller cho biết tính đến tuần trước thì khoảng 7.300 người xin tị nạn cần nhà ở đang ở trong 4.000 phòng khách sạn ở 6 tỉnh. Trong số tiền mới, ông cho biết có 100 triệu đô la sẽ được chuyển đến Quebec. Ông không cung cấp thêm thông tin chi tiết về phân bổ số tiền còn lại, nhưng cho biết Toronto sẽ nhận được một số tiền đáng kể. Ông Mueller cho biết nhiều người sinh tị nạn bị thu hút về các thành phố lớn như là Montreal và Toronto vì công việc hoặc cộng đồng hiện có ở những thành phố này. Thưa quý vị, tổng số tiền gây quỷ phá kỷ lục năm 2023 do đảng bảo thủ công bố. Đảng bảo thủ Canada dưới sự lãnh đạo của ông Pierre Poilievre đã báo cáo tổng số tiền viên góp chưa từng có là 35,2 triệu đô la, đánh dấu số tiền gây quỹ hàng năm cao nhất từng được ghi nhận bởi một đảng chính trị Canada. Ông Bolivar cho biết trong một thông cáo báo chí, những kết quả này chứng minh sự ủng hộ cho kế hoạch thông thường của tôi nhằm giảm thuế, xây nhà, ổn định ngân sách và ngăn chặn tội phạm. Con số này vượt qua kỷ lục của năm không bầu cử trước đó cũng do đảng Bảo thủ nắm giữ, đó là 24 triệu đô la vào năm 2018. Trong suốt năm 2023, các nỗ lực gây quỹ của đảng Bảo thủ đã đạt được động lực, đặc biệt là trong quý 4, khi mà họ đã tích lũy được 11,9 triệu đô la. Đảng này cho biết tháng 12 chứng minh là một tháng đặc biệt thành công khi mà đảng quyên góp được 7,08 triệu đô la. Tổng số lần quyên góp mà đảng nhận được vào năm 2023 là 200.248 lần. Một cuộc khảo sát gần đây do Abacus thực hiện, công bố vào ngày 29 tháng 1 cho thấy sự nổi tiếng của đảng bảo thủ trên khắp Canada đang gia tăng. Đảng hiện đang dẫn đầu ở tất cả các khu vực ngoại trừ Quebec với lợi thế 15 điểm so với đảng tự do cầm quyền trên quy mô quốc gia. Theo một cuộc khảo sát, đảng bảo thủ đã giành được 40% sự ủng hộ, trong khi đảng tự do chỉ giành được 25%. Ngoài ra, đảng Dân Chủ mới NDP nắm giữ 20% sự ủng hộ, tiếp theo là khối Quebec Khoa với 8% và đảng xanh là 5%. Ông Bolivre được bầu làm lãnh đạo đảng bảo thủ vào tháng 9 năm 2022. Nếu cuộc bầu cử được tổ chức vào ngày hôm nay, trang web bỏ phiếu 338 Canada của Canada đánh giá cơ hội thành lập chính phủ đa số của đảng bảo thủ là 95%. Năm đảng phái lớn khác huy động được ít hơn đáng kể so với Đảng Bảo thủ. Theo cơ quan bầu cử Canada, Đảng Tự do do Thủ tướng Justin Trudeau đã huy động được khoảng 15,6 triệu đô la vào năm 2023, chưa bằng một nửa tổng số tiền của Đảng Bảo thủ. Trong quý cuối cùng của năm, thường là quý tốt nhất đối với mọi đảng lớn trên toàn quốc, Đảng Tự do đã huy động được 5,8 triệu đô la. Họ đã tích lũy được khoảng 130.000 khoản quyên góp riêng biệt vào năm 2023. Đảng NDP của ông James Singh đã huy động được khoảng 69 triệu đô la vào năm 2023 với 2,65 triệu đô la đến trong quý vừa qua. Khoảng 67.500 khoản viên góp riêng biệt đã được thực hiện cho NDP vào năm 2023. Còn với đảng xanh của Elizabeth May đã huy động được khoảng 1,9 triệu đô la vào năm 2023, trong đó 790.000 đô la đến từ quý trước. 18.700 khoản viên góp riêng biệt đã chuyển cho đảng xanh. Khối Quebecois của ông Gilles Blanchet đã huy động được khoảng 1,8 triệu đô la vào năm 2023, trong đó khoảng 1 triệu đô la đã được quyên góp trong quý cuối cùng của năm. Khoảng 12.500 khoản quyên góp riêng biệt đã được thực hiện cho khối vào năm 2023. Cuối cùng là đảng PBC của Maxim Bernier đã huy động được khoảng 1,4 triệu đô la vào năm 2023, trong đó khoảng 650.000 đô la là trong quý vừa qua. PPC đã nhận được khoảng 16.000 khoản quyên góp riêng biệt vào năm 2023. Thưa quý vị, tiếp theo là thông tin CBSA công bố vụ thu giữ lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay ở vùng Thảo Nguyên. Cơ quan dịch vụ biên giới Canada, viết tắt là CBSA, vừa công bố một vụ bắt giữ quy mô lớn, nghi ngờ là methamphetamine trị giá hơn 50 triệu đô la. Vụ bắt giữ được thực hiện vào ngày 14 tháng 1 bởi các quan chức CBSA Họ đã tìm thấy 406,2 kg nghi ngờ là ma túy trong những chiếc vali lớn của một chiếc xe tải thương mại tại cảng nhập cảnh Bosseven ở miền nam Manitoba. Jenna tổng giám đốc của khu vực CBSA cho biết, đây là vụ bắt giữ ma túy lớn nhất mà các quan chức biên giới của chúng tôi thực hiện được ở vùng Ferries. Bà nói trong một tuyên bố, nhờ hành động nhanh chóng và quyết đoán của họ, hơn 400 kg methamphetamine đã được loại bỏ trên đường phố của chúng ta trong một thông cáo báo chí thì CBSA ước tính lô hàng này có tổng cộng là khoảng 4 triệu liều meth trị giá khoảng 50 triệu 780 ngàn đô la CBSA cho biết chiếc xe tải đang chở một chuyến hàng đến Winnipeg và người lái xe đã bị đặc vụ CBSA bắt giữ và chuyển đến RCMP Manitoba cùng với số ma túy bị nghi ngờ các tội danh bao gồm nhập khẩu methamphetamine và sở hữu chất bị kiểm soát nhằm mục đích buôn bán Phiên tòa đầu tiên của người lái xe dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 1 tháng 2 thưa quý vị và thanh tra ACMB Joe Taylor cho biết rằng vụ bắt giữ đáng kể này có nghĩa là khoảng 4 triệu liều methamphetamine bất hợp pháp sẽ không được đến các thành phố của chúng ta và lấy đi hơn 50 triệu đô la khỏi tay các mạng lưới tội phạm có tổ chức và những kẻ buôn bán ma túy địa phương. Những loại ma túy này không chỉ được bán trên đường phố Winnipeg mà còn khắp Manitoba và xa hơn nữa không còn nghi ngờ gì nữa chuyến hàng này sẽ gây ra tác hại đáng kể cho cộng đồng của chúng ta. Đây có thể là vụ bắt giữ lớn nhất nhưng không phải là vụ duy nhất. Số liệu của CBSA từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 30 tháng 9 năm 2023 cho thấy các vụ bắt giữ hơn 6.000 kg cần sa cùng với 815 kg cocaine hoặc crack và hơn 30.000 kg ma túy và các loại ma túy khác. thưa quý vị vừa rồi là phần tin tức của tin người việt canada cảm ơn quý vị rất nhiều đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin kế tiếp